Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đã là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước vào cuối tuần ngày thứ 7 rồi. Thì trước hết, Thuần mong chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Chúng ta cũng đã kết thúc một tuần đầy sôi so động rồi các bạn. Và hôm nay đó cũng có một số thông tin quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cũng như là Thuần muốn tâm sự một chút trước khi mà chúng ta bước vào cuối tuần. Và ngày mai đó thì là ngày thứ 7 tại Hoa Kỳ. Thuần sẽ nghỉ ngơi một ngày cho nên sẽ không có video. Thuần sẽ hẹn các bạn vào video ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nhìn chung tình hình như thế nào các bạn và chúng ta thấy được là kết thúc hôm nay đã chứng khoán hoa kỳ tiếp tục có một cái sự hồi phục. Chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq đó đã có cái sự hồi phục tiếp tục là 0.51%, chỉ số S&P 500 đó hồi phục 0.47% và Dow Jones hồi phục là 0.13%. Chúng ta nhìn vào một số thị trường khác đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là crypto thì về Bitcoin đó hôm nay chúng ta vẫn đang trong phạm vi từ 60 tới 61.000 cũng đã có một cái sự hồi phục rất là nhiều các bạn từ khi chúng ta chạm cái mức là 49.000 đô đầu tuần này chúng ta có thể nhìn thấy được là về vàng đó, hôm nay cũng tăng nhẹ một chút nhưng mà cũng nói chung không có thay đổi nhiều các bạn vàng thì ở mức là 2.470 đô còn về hợp đồng của dầu đó thì ở mức là 76 đô 98 cent thì cũng tăng một chút ngày hôm nay nhưng mà các bạn thấy được là vẫn dưới 80 đô cũng không có gì là thay đổi nhiều nói chung đó thì chúng ta đã thấy được là trải qua một tuần đó, có một cái sự lo lắng cực kỳ liên quan đến suy thoái tài chính nhưng mà kết thúc ngày hôm nay cả ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ lớn đó đều là màu xanh và tính từ đầu tuần các bạn có biết là nhìn chung thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đây chỉ giảm có 0.04% mà thôi. Để thường lặp lại, cho dù chúng ta thấy được là có biết bao nhiêu cái sự sôi so động trong tuần này nhưng mà tính từ đầu tuần tới bây giờ từ khi mà có cái sự lo lắng đi qua suy thoái tài chính tăng cao đó thì tới bây giờ chứng khoán Hoa Kỳ chỉ giảm có 0.04% mà thôi. Còn về Bitcoin đó thì ở mức là 60.500 đô hay là 61.000 Tùy theo thời điểm các bạn xem video này gần như không thay đổi So với cái giá vào ngày Chủ nhật khi mà chúng ta có một cái đợt đâm mạnh khiến nhiều người hoảng loạn và đâm liên tục đến ngày thứ hai tại Hoa Kỳ khi mà giá xuống còn 49.000 thì bây giờ chúng ta đã trở lại cái mức là 60.500 đô rồi so với lại cái mức giá ngày Chủ nhật trước khi mà có cái đợt đâm đó thì gần như là bằng nhau các bạn. Để hiểu đơn giản hơn nên nếu như bạn đi du lịch trong vòng một tuần qua và hôm nay trở về mở máy lên xem đó, thì các bạn có thể sẽ nghĩ là ồ, tuần này nhàm chán quá giá vẫn vậy. <laughs> là một tuần thật là điên rồ các bạn giá bitcoin thì các bạn thấy được hiện bây giờ là 60.589 đô ngày hôm qua đã đạt cái lúc lên tới mức là 62.800 đô hôm nay chúng ta thấy chúng ta ở mức là từ 60 tới 61.000 đô hiện tại chúng ta cũng đã có một cái sự phục cũng khá là nhanh đây các bạn tính từ cái mức thấp khi mà chúng ta chạm cái mức là khoảng 49.094 đô đó thì tới mức hiện tại đã có một cái sự hồi trở lại là 23% các bạn chỉ trong vòng vài ngày thôi từ cái thời điểm mà chúng ta chạm cái mức là 49.000 đô đó là vào đầu tuần này ngày thứ 2 tại Hoa Kỳ. Tới bây giờ đã chỉ trong vòng 4 ngày thôi mà giá đã hồi phục lại 23% rồi. Sự hồi phục cũng rất là nhanh luôn các bạn. Và chúng ta thấy được là không những là chúng ta thấy giá nó đã hồi phục mà chúng ta cũng có cái sự nhận định về tình hình chung thị trường nó cũng đã có sự thay đổi. Cái sự hoảng loạn đó bây giờ hầu như cũng đã không còn nhiều nữa các bạn. Sự lo lắng thì vẫn còn nhưng mà hiện bây giờ đó thì mọi người ít ra cũng đã bình tâm hơn và cái mà mọi người chờ đợi đó chính là những cái thông tin kế tiếp liên quan đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ giống như chúng ta nói tới những chỉ số như là phần trăm lạm phát CPI Chúng ta nói tới phần trăm thất nghiệp kế tiếp của Hoa Kỳ sinh thế nào Và những cái chỉ số liên quan đến người tiêu dùng chi tiêu ra sao Các chỉ số liên quan tới sản xuất như thế nào Thị trường nó vẫn đang trong thời điểm nhạy cảm các bạn Cho nên bất kỳ thông tin nào cũng sẽ có có sự ảnh hưởng đến thị trường Và đương nhiên chúng ta bước vào cuối tuần Nếu như mà có bất cứ thông tin gì Thì chỉ có một thị trường duy nhất mở cửa mà thôi Đó chính là Bitcoin được crypto các bạn Hy vọng là thị trường im lặng cuối tuần này các bạn để thường có thể nghỉ ngơi một chút tại vì tuần này đã cũng được tuần khá là điên rồ đối với lại thuần các bạn các bạn cũng thấy được là phải cập nhật thông tin liên tục và có hàng loạt những cái tin tức thuần phải sàng lọc để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà đó là tình hình chung thì bây giờ nói chung đó thì các bạn thấy được là ngay cả những người mà đã lớn tiếng nói là Fed phải có một đợt hợp khẩn cấp và các chạm lãi suất để chính là Jeremy Siegel. đây là một trong những giáo sư của trường đại học Wharton các bạn. Thì bây giờ ông cũng nói là ok, có thể là không cần phải cắt khẩn cấp nhưng mà Fed đó, sẽ phải bắt đầu cắt lãi suất vào tháng 9. Và Thùng cũng đã từng chia sẻ với các bạn đầu tuần này đó, cái khả năng mà Fed cắt giảm lãi suất khẩn cấp đó khả năng đó không có cao. Ngoài trừ chúng ta có thêm tin tức xấu mà thôi thì chúng ta cũng đã không có thêm tin tức xấu. Cho nên cái khả năng đó đó bây giờ hầu như không còn các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là hiện bây giờ đây cái sự hoảng loạn nó cũng đã tạm thời ngưng rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là cái kỳ vọng tháng 9 là Fed giảm lãi suất nhưng mà mức là 0.25% cái đó 9% là 51.5% giảm lãi suất 0.5% đó bây giờ thì chỉ số CME nghiêng về còn có 48.5 mà thôi nghĩa là một lần nữa phần lớn nghiêng về là Fed sẽ giảm lãi suất là 0.25%, nhưng mà các bạn nhìn thấy được là 100% hợp đồng vẫn nghiêng về là Fed sẽ phải giảm lãi suất câu hỏi là bao nhiêu mà thôi và tháng 11 đó thì bây giờ vẫn nghiêng về là Fed sẽ tiếp tục giảm thêm lãi suất một lần nữa và tháng 12 cũng sẽ như vậy nghĩa là thị trường đó vẫn không thay đổi nghĩa là Fed sẽ phải giảm lãi suất 3 lần liên tục trong 3 cuộc họp còn lại của năm nay câu hỏi là sẽ giảm bao nhiêu hiện bây giờ đó thì các bạn thấy được là về tháng 9 gần như là ngang bằng nhau giữa giảm 0.5 và 0.25 phần hiện tại cái đó là chúng ta nói riêng về tình hình của Bitcoin các bạn và tình hình của tài chính nói chung. Còn về altcoins thì các bạn nhìn thấy được là altcoins vẫn tiếp tục là một màu đỏ trong vòng một tuần qua. Chúng ta nhìn thấy được là hôm nay phần lớn altcoins vẫn đang đỏ. Chúng ta nhìn vào một tuần qua đó thì phần lớn altcoins vẫn giảm. Đâu đó là từ 10 cho đến 20% các bạn. Và vốn hóa của cả thị trường hiện bây giờ ở mức là 2.2 nghìn tỷ hiện bây giờ và tôi muốn chia sẻ một cái clip nhám với các bạn cái clip này đó là khoảng chừng 2 phút mà thôi các bạn một cái video ở trên yahoo finance cái video này đó thật ra phần lớn là dành cho những người mà không có trong thị trường này các bạn đây là những cái thông tin tôi muốn chia sẻ để các bạn có một góc nhìn là những cái đài truyền hình liên quan đến tài chính đó, thì họ đã nói gì về cái đợt giảm giá của bitcoin lần này các bạn thì chúng ta được là về Yahoo Finance họ đã có một cái video khoảng trên gần 2 phút nói là cái đợt giảm giá của Bitcoin lần này có thể là một cái bear trap nghĩa là một cái bẫy gấu đó các bạn dụ phe short, short xong rồi sẽ sub bảy và giá sẽ tiếp tục có cái sự hồi phục đó là cái sự chia sẻ đến từ Yahoo Finance đương nhiên bây giờ đó họ nói thì cũng dễ rồi các bạn tại vì họ đợi tới thứ sáu khi mà giá Bitcoin hồi lại

Brad, Bitcoin is a, is a, uh, basically a trap. Let's check out the price action this week. Uh, it's been very volatile. This is actually a three month look. And uh, you can see we just had this dip uh, all the way down to about 48,000 there. And for me, 60,000 has been the important level to watch. And I'm going to zoom out here. I'm going to put a year to date chart on here. And here's the 60,000 level. We've dipped below it once, twice. And this is a third time. Each time going a little bit below, but then climbing back above sixty thousand. These are all false breakdowns. You can call them bear traps, um, and it costs traders a, a lot of money and peace of mind. But nevertheless, that's what's happening. But another way to look at it, it's just in a little bit of a flag here from a sustained up move. That's a one-year look, and it's even more apparent on the five years. So this is just a tiny little flag here in the grand scheme of things, but it's painful on a day-to-day -day basis. Now, when I was watching, I've been following fund flows as well we have all these new bitcoin spot bitcoin etfs and not only bitcoin but ether and we've seen some really positive movements this week i think overall the sector was uh, lost about 250 Million uh, dollars or 250 billion dollars, but when you take into consideration that a lot of that was out of the grayscale entities, uh, you really you get a positive net flow for Bitcoin. So I think it's positive that we have, in the midst of all this terminal turmoil, we still have a lot of institutional and retail interest in these funds, guys. All right, Jared, thanks so much for breaking the movement down that we're seeing here for crypto as we wrap up what has been a volatile week for almost everything across the board. Các bạn cũng thấy cái sự chia sẻ đến từ Yahoo Finance rồi, một lần nữa là cái sự chia sẻ này là không dành cho những người như là chúng ta trong thị trường này các bạn. Các bạn theo dõi tin tức hàng ngày các bạn theo dõi những cái trang web hay là những cái YouTube chuyên về crypto. Đây là một cái chương trình dành cho những người mà đầu tư nói chung thôi các bạn. Nhưng mà đây là những cái thông điệp mà họ muốn chia sẻ đến những người đầu tư thông thường Họ rất là bullish như các bạn cũng đã thấy rồi. Nhưng một lần nữa đó họ đợi giá trở về cái mức hơn 60.000. Rồi lúc đó họ mới bullish các bạn. Điều mà tôi muốn chia sẻ để các bạn hiểu ở đây đó là những cái thông tin đến từ những cái chương trình truyền thống như là Yahoo Finance, Bloomberg, CNBC thì đều có lý do hết các bạn, có thể nghĩ như thế này, nhiều người nói là các bạn đang xem đài truyền hình, rồi sau đó có quảng cáo thì quảng cáo đã cắt ngang chuyện các bạn đang xem, nhưng mà nghĩ ngược lại chương trình các bạn đang xem cắt ngang quảng cáo quảng cáo mới là cái mà kiếm được tiền cho những cái đài truyền hình này các bạn cho nên họ cũng không có rảnh để mà chia sẻ bị bất cứ một thứ nào nếu như mà không thể kiếm được tiền quảng cáo cho họ và các bạn cũng nên hiểu khi mà chúng ta nhìn vào những cái thông tin này đó đây là cái lúc mà những cái đài truyền hình như là cnbc bloomberg hay là yahoo finance họ bắt đầu bolus các bạn và nếu chúng ta nhìn vào cái lịch sử của cái sự tăng trưởng của Bitcoin đó từ năm 2012 tới bây giờ. Đây là cái phần trăm tăng trưởng hay là giảm mỗi một năm các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là mỗi một lần mà chúng ta thấy là có nhiều cái sự tham gia từ những người mới vào thị trường này đó. Thường là những năm nào các bạn có thể dễ dàng nhận ra được là năm 2021, năm 2017 và năm 2013. Và đó cũng là lý do tại sao mà nhiều người tham gia vào thị trường này đó họ nói là họ đu đỉnh các bạn. Tại vì thường phần lớn tham gia vào là cái lúc mà giá nó đã, đã cao rồi các bạn chứ không phải là cái lúc mà nhiều người không quan tâm đến thị trường này có thể nghĩ như thế này các bạn chúng ta không nói tới những năm đầu đi tại vì những năm đầu đó cái giá thay đổi cực kỳ nhiều năm này qua năm nọ nhưng mà chúng ta có thể thấy được là năm 2014 là cái năm mà có một cái sự giảm giá kinh khủng 50.19% đó là cái năm mà chúng ta có cái sự phá sản đến từ Malgox sau đó năm 2015 đó chúng ta có một cái sự hồi phục lại là 49.7% Lúc này đã nhiều người cũng sẽ bắt đầu là hoài nghi các bạn không biết là thị trường thực sự họ phục thật hay là giả. nhưng mà cũng sẽ không quan tâm đâu sau một năm tơi tả đó thì cứ năm kế đó không ai quan tâm nhiều rồi các bạn. Rồi năm 2016 đó thị trường lại tiếp tục tăng nhưng mà lúc đó nó nhiều người vẫn chưa có tham gia đâu. Tới năm 2017 khi mà họ nhận ra được là wow Bitcoin thực sự đó không có tiêu như là người ta nói Bitcoin vẫn tiếp tục sống sót và tiếp tục tiến triển ngay cả sau khi có sự kiện mau gas lớn như vậy, bitcoin vẫn tiếp tục tiến triển. thì tới năm 2017 đó, họ nhìn vào wow, năm 2016 đó vẫn tiếp tục tăng. Thì, thì lúc đó đó họ mới tham gia vào các bạn. và đáng tiếc đây là cái lúc mà nhiều người tham gia vào nhất, cái lúc mà nhiều đài truyền hình nói tốt về bitcoin nhất các bạn. và một năm sau đó thì sao các bạn năm 2018 giảm 72,13%. rồi nhiều người lại như thế nào? nhiều người lại chán nản và rời khỏi. họ nói là đầu tư bitcoin đó chỉ có lỗ và lỗ mà thôi. thì đương nhiên rồi nhiều người nói như vậy, tại vì năm 2017 đó chính là năm mà nhiều người tham gia vào. Rồi các bạn thấy được là năm 2018 đó thì cực kỳ ảm đạm năm 2019 cũng vậy mặc dù năm 2019 giá Bitcoin đã hồi lại khoảng chừng là 97.82% nhưng mà nhiều người cũng rất là nghi ngờ các bạn à, cái này có thể là một cái sự hồi phục giả mà thôi cực kỳ nghi ngờ năm 2020 đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy giá Bitcoin có cái sự tăng trưởng nhưng mà lúc đó nhiều người vẫn không quan tâm các bạn tới năm 2021 khi mà họ nhìn lại năm 2020 và năm 2019 khi mà họ đã bắt đầu thấy là wow thật sự Bitcoin đã có thể đứng gì được sau cái đợt sụp mạnh vào năm 2018 thì họ lại bắt đầu vào thị trường này và lại mua Bitcoin của các bạn Đó chính là năm 2021 Rồi sau đó như nào các bạn cũng đã biết Năm 2022 giá một lần nữa Lại nhắc nhở họ là thị trường này Là một cái thị trường mà nó sẽ có Chu kỳ mở 4 năm mãi đến bây giờ Và các bạn cũng đã thấy năm 2023 Là một năm mà Bitcoin rất là tốt Hồi lại 146.7% Nhưng mà các bạn có thấy Nhiều đài truyền hình nói về Bitcoin năm ngoái không Không có nhiều đài truyền hình đâu các bạn Hầu như cũng rất ít người quan tâm đến Đừng nói tới năm ngoái ngay bây giờ sau khi mà chúng ta thấy Bitcoin đã có cái sự đạt đỉnh, phá đỉnh của lập đỉnh mới vào tháng 3, cũng rất ít người quan tâm đến. Ngay thời điểm bây giờ cũng rất ít người quan tâm đến. Khi nào mọi người muốn quan tâm đến các bạn? Nếu như chúng ta bước qua năm sau, mà năm nay đã kết thúc là một năm mà có sự tăng trưởng rất tốt, hiện bây giờ đã cũng đang có sự tăng trưởng rồi. Thì người ta sẽ nhìn lại năm nay, vào wow, năm 2024 đã có sự tăng trưởng, năm 2023 cũng tăng trưởng. Thì mọi người một lần nữa lại sẽ đổ xô vào thị trường này và khả năng chúng ta lại sẽ thấy nhiều đại truyền hình càng nói tới khiến cho càng nhiều người tham gia vào và một lần nữa đến khi nào đó giá tăng tới một mức nào đó thì lại phải có cái sự điều chỉnh các bạn thì lúc đó nhiều người đã nói là họ lộ tại vì tham gia đầu tư về Bitcoin đây là cái sai lầm lớn nhất của họ trong khi mà những lúc mà nhiều người đáng quan tâm thị trường này nhất năm 2018-19 không ai quan tâm hết các bạn năm 2022-23 cũng không ai quan tâm nhiều và những bạn theo dõi kênh đó, thì là ngoại lệ rồi nhưng bạn mà theo dõi kênh chậm chậm nhiều năm qua cũng đã biết Cho dù thị trường như thế nào đi nữa đó, thì Thuận vẫn ở đây Vẫn tiếp tục chia sẻ với các bạn về tình thành thị trường Về lòng thương thuận về Bitcoin như thế nào Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ khi mà Thuận xem cái video này ngày hôm nay sự thật là không có gì thay đổi hết các bạn Cho dù là chúng ta lo lắng về suy thoái tài chính Có suy thoái hay là không có suy thoái đó Kết quả cuối cùng cũng là như nhà mà thôi Cuối cùng đó, thì các bạn thấy được đồng đô la Vẫn sẽ tiếp tục mất giá chính phủ Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục in và in và in. Các bạn có thể nhìn thấy được là năm 2023 đó thì thống kê chính phủ liên bang Hoa Kỳ đây là chính phủ liên bang thôi các bạn đã chi tổng cộng là 6.16 nghìn tỷ. Năm nay đó còn hơn nữa. Đương nhiên 6.16 nghìn tỷ này là chia ra là họ chi tiêu cho cái tiền để mà trả tiền lãi khi mà họ vay mượn, à, chi cho trường học, chi cho bệnh viện, chi cho quốc phòng vân vân, chi rất nhiều thứ. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là con số rất, rất là kinh khủng 6.16 nghìn tỷ đô la. Và năm nay con số sẽ cao hơn cái này nữa thuận không có phép nào các bạn thuận không thể nào biết được là ngày mai ngày mốt năm sau giá bịt con sẽ ra sao thuận chỉ thể nói với các bạn là về xu hướng và những gì mà thuận tin thì đây là một cái loại tài sản ngài sẽ được chấp nhận các bạn và vốn hóa ngài sẽ càng tăng đương nhiên sẽ có những cái chu kỳ những cái đợt điều chỉnh nhưng mà lòng tin của thuận là không thay đổi bao nhiêu năm nay các bạn và một trong những cái lý do đó để thuận chia sẻ cái này thuận chia sẻ với các bạn để các bạn nắm bắt được sự thật như thế nào mà thôi các bạn và đương nhiên thuần sống ở hoa kỳ cho nên chị có thể chia sẻ về hoa kỳ để các bạn nắm bắt được mà thôi để tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình những cái đề tài mà đã được nói đến những cái đề tài mà nhiều người hay tranh cãi đó thật sự nếu như các bạn nghĩ lại có rất nhiều đề tài chỉ trên căn bản là khiến cho chúng ta quên đi sự thật như thế nào mà thôi thì chia sẻ một cái đề tài về các bạn mà được tranh cãi liên tục đó chính là về thuế các bạn cũng đã nhớ đó là ở trong cái hội nghị gala thường nhớ là năm ngoái đó thì các bạn đã nhớ là dân biểu alexandria Cortes cũng đã bận một cái áo đầm và cáo đầm này ra phía sau lưng để là tax the rich có nghĩa là đánh thuế người giàu thì một trong những đề tài gây sự tranh cãi rất lớn đó chính là liên quan đến cái mức độ đóng thuế giữa người giàu và người nghèo ở Hoa Kỳ. Nhưng mà sự thật là như thế nào các bạn? Sự thật đó, nó không có đơn giản như là các bạn nghĩ. Một trong những cái lý thuyết về thuế đó chính là Laffer Curve thì đừng chia sẻ cho các bạn hiểu hơn về tại sao đó đánh thuế lại khó khăn như vậy ở Hoa Kỳ. Nếu như mà các bạn nghĩ đơn giản thì nói là ok người nào mà kiếm nhiều tiền thì đánh thuế họ nhiều để bù đắp lại cho người mà không có kiếm nhiều tiền thì chúng ta sẽ có thêm nhiều tiền ở trong ngân khố và chi tiêu được. Nhưng mà sự thật đó, nó không phải như vậy các bạn. Thứ nhất các bạn cũng vừa nghe thường chia sẻ là cái con số chi tiêu năm ngoái thôi của Hoa Kỳ đã là 616 nghìn tỷ đô la. Khi mà các bạn nghe những người mà họ nói là người giàu trốn thuế, người giàu không đóng đủ thuế vân vân nếu như các bạn nhìn vào những người mà giàu nhất ở Hoa Kỳ, như mình chúng ta nói tới là Jeff Bezos của Amazon, chúng ta nói tới Warren Buffett của Berkshire Hathaway, chúng ta nói tới Elon Musk, người giàu nhất hiện bây giờ cũng là đang ở Hoa Kỳ. Các bạn nhìn vào tài sản của họ, cho dù các bạn tịch thu hết tài sản của họ cũng không đủ để mà bù đắp vào cái lỗ hỏng thuế nào các bạn. Để tôi nhắc lại, cho dù các bạn tịch thu hết tài sản của họ cũng không đủ để mà bù đắp vào cái khoản thuế mà bị hụt chứ đừng nói tới là đánh thuế họ cao hơn sẽ giải quyết được vấn đề đánh thuế họ cao hơn đó thực sự là không giải quyết được vấn đề tại vì cái sự thâm hụt rất là nhiều nhưng mà các bạn cũng vẫn thấy những cái thông điệp đó để khiến cho mọi người quên đi sự thật như thế nào các bạn sự thật là chính phủ Hoa Kỳ chi tiêu quá nhiều và cái lỗ hỏng đó nó chỉ có thể đắp lại được bằng cách là vay mượn thêm mà thôi và in tiền. Đó là cách duy nhất và không cách nào khác hơn hiện bây giờ. Và chúng ta trở lại cái Laffer Curve các bạn. Đây là một cái lý thuyết. Lý thuyết này cũng đơn giản thôi. Các bạn thấy được là cái bên tay trái đó chúng ta thấy được là từ dưới lên trên đó chính là tax revenue có nghĩa là cái thu nhập thuế của chính phủ Hoa Kỳ chúng ta nhìn thấy được bên dưới này đó là tax rate có nghĩa là phần trăm thuế thì cách các bạn hiểu như thế này nếu như mà các bạn đánh thuế 0% cho người dân thì các bạn thu được bao nhiêu thuế? Câu trả lời là không đô la các bạn. Tại vì đánh thuế 0% rồi sẽ không ai đóng gì hết cho nên sẽ không có thuế. Đơn giản thôi, đó chính là cái mức ở bên tay trái này các bạn, cái đường cong mà màu xanh các bạn nhìn thấy. Và ngược lại, nếu như các bạn đánh thuế 100% tất cả thu nhập thì các bạn sẽ lấy được bao nhiêu thuế? Thì câu trả lời là không đô la. Tại vì nếu như, như vậy đây thì không ai làm gì hết các bạn. Nếu như mà họ làm ra tiền, họ phải đánh thuế 100% thì ai làm nữa. Cho nên hai cái này là hai cái sẽ cho các bạn có không đô la thuế để có thể tối ưu hóa thuế đó nó sẽ là một cái phần trăm nào đó giữa không và một trăm tôi nghĩ điều này là ai cũng hiểu rồi nhưng mà cái phần trăm đó là bao nhiêu thì lại không có dễ dàng tính ra như vậy sự thật đó chúng ta có thể nghe một số người nói là những tỷ phú như người giàu ra những người có thu nhập cao họ không đóng đủ thuế họ trốn thuế vân vân nhưng mà cũng như tất cả mọi thứ đó là một cái nhìn rất là đơn giản các bạn nếu như chúng ta nhìn vào cái số thuế mà Elon Musk đã đóng các bạn có biết là người mà đóng nhiều thuế nhất trong lịch sử Hoa Kỳ trong vòng một năm đó đó chính là Elon Musk trong năm 2021 Elon Musk sẽ đóng tổng cộng là 12 tỷ đô la tiền thuế các bạn 12 tỷ đô la tiền thuế đó chính là cái thuế mà Elon Musk đóng cho năm 2021, tại vì đó cũng là năm mà Elon Musk bán một số lượng cổ phần Tesla. Chúng ta có thể nghe những cái thông tin giống như là Warren Buffett đóng thuế cái phần trăm còn thấp hơn cả người giúp việc của ông nữa. Sự khác biệt không phải là cái số lượng tiền ông đóng mà là cái phần trăm, tại vì ở Hoa Kỳ đó tùy theo là các bạn có thu nhập như thế nào. Nếu các bạn đi làm đó và các bạn ăn lương thì cái thuế đó sẽ đóng rất là nhiều các bạn ngược lại nếu như các bạn có cái thu nhập đến từ đầu tư thì cái mức thuế đóng nó sẽ thấp hơn tại vì sao tại vì chính phủ hoa kỳ khuyến khích người ta đầu tư cho nên họ sẽ có cái mức thuế ưu đãi hơn từ thu nhập đầu tư cho nên những người giàu đó họ sẽ có thu nhập từ đầu tư thì cái phần thuế của họ sẽ thấp hơn cái đó không liên quan đến trốn thuế các bạn cái đó là luật thuế ở hoa kỳ hiện bây giờ và bất cứ ai có thu nhập từ đầu tư cho dù các bạn giàu hay là các bạn là người mà không có giàu thì mức thuế cũng là như vậy mà thôi. Khi mà chúng ta so sánh mức thuế đó các bạn sẽ cảm thấy được là người giàu đóng ít thuế hơn người nghèo nhưng mà sự thật các bạn nhìn thấy được là khi tính ra đô la thì những công ty, những người mà có thu nhập cao nó đóng thuế rất là nhiều như thường vừa chia sẻ với các bạn. Bản thân của Thuận đó, thì không phải là một người giàu đâu các bạn nhưng mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn Thuận là một người mà có thu nhập cao và trong vòng 3 năm qua, chỉ tính 3 năm qua thôi, cái thuế mà Thuận trả cho liên bang và tiểu bang ở Hoa Kỳ là tổng cộng là 1 triệu mốt đô la trong vòng 3 năm thì các bạn thường đã trả 1 triệu mốt đô la thuế thường chia sẻ với các bạn đó không phải là để phàn nạn hay gì hết tại vì đây là lựa chọn của cá nhân thuận gia đình của thuận ở cali thuận sống ở cali thì đây là luật thuế cali thuận có thể đi một nơi khác sống đó là quyền của thuận và cái mức thuế nó sẽ khác mỗi người sẽ có một cái lý do để ở bất cứ một nơi nào đó cá mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó là những người có thu nhập cao họ cũng đóng rất là nhiều thuế phần trăm đó thì có thể là khác biệt nhưng mà cái mà thuận muốn các bạn nhận ra được hơn là mọi thứ đó nó không có đơn giản như là các bạn nghĩ khi mà chúng ta nói tới cái biểu đồ lắp và cơm này lý do tại sao thuận chia sẻ với các bạn đó là tại vì nó không có phải là các bạn cứ nói là đánh thuế người giàu sẽ tốt hay là đánh thuế người nghèo sẽ tốt sự thật đó là nó phải có một cái sự cân bằng khi mà ở hoa kỳ đó họ nghĩ đến những cái thuế giống như là gọi là luxury tax đó, thì các bạn thấy được là có một số người họ nói là những người mà có tiền khi mà họ mua cái gì đó đắt tiền thì đánh thuế rất là nhiều Giống như là nếu như họ mua du thuyền đi thì đánh thuế cho họ nhiều Tại vì họ là người giàu, họ có tiền mua du thuyền thì họ phải đóng nhiều thuế Nhưng mà tới cuối cùng thì sao các bạn? Cuối cùng thì nhiều người giàu, họ nói là ok, vậy tôi không thèm mua du thuyền nữa Tôi đã có một chiếc rồi, tôi không thèm mua thêm chiếc nữa Các bạn có biết ai là người cuối cùng bị ảnh hưởng bởi những cái chiến lược đó hay không? Cuối cùng là người bị ảnh hưởng là những cái công nhân mà họ làm cho những cái hãng sự đóng thuyền họ bị mất việc những người làm việc trên thuyền phục vụ cũng bị mất việc các bạn tại vì người giàu họ không có nhu cầu sở hữu nhiều thuyền nữa tại vì cái thuế để mua thuyền quá cao các bạn thấy được là cái chính sách để mà đánh thuế người giàu lại cuối cùng làm tổn thương người mà họ muốn hỗ trợ đó chính là những người bình thường những người nghèo các bạn thuận chia sẻ để các bạn có thể thấy được cái sự thật là như thế nào về mặt thuế đó nên đóng bao nhiêu ai đóng nhiều ai đóng ít thường không bàn tới các bạn đó chính là à, cái vấn đề về chính sách thuế hoa kỳ nhưng mà cái mà thường muốn các bạn nhận ra là cái lỗ hỏng của chi tiêu chính phủ hoa kỳ không phải đến từ thu thuế nhưng mà họ sẽ gây ra những cái sự tranh cãi để cho mọi người cứ nhắm vào người giàu người nghèo đóng thuế bao nhiêu rồi hai bên tranh cãi lẫn nhau người nghèo thì nói là người giàu trốn thuế người giàu không công bằng vân vân à, người giàu cứ muốn lấy tiền cho bản thân của họ nhưng mà ngược lại đó người giàu là nói là người nghèo thì lấy nhiều phúc lợi xã hội họ đóng cái phần thuế tính theo đô la thì không có nhiều và chính là những người mà giàu họ mở công ty cho nên những người bình thường mới có công việc để mà làm cho nên các bạn thấy được là hai bên thì cứ cả lộn lẫn nhau ai đúng ai sai đó cái đó là cái sự nhận định của mỗi một người mà thôi nhưng mà cái mà thường thật sự muốn chia sẻ với các bạn là điều mà khiến cho cái sự phân chia giàu nghèo rõ ràng nhất trong vòng bao nhiêu năm qua ở Hoa Kỳ đó chính là việc in tiền lạm phát các bạn. Khi mà chúng ta thấy được là tiền ngày càng mất giá, nhất là trong vòng 4 năm qua đó thì các bạn nghĩ là tài sản của ai liên tục tăng? Đó chính là tài sản của những người có tài sản, những người giàu các bạn. Những người giàu họ có tài sản thì tài sản của họ nó sẽ tăng theo lạm phát hoặc là cao hơn. Những người mà không có tài sản, những người nghèo thì họ lại càng ngày càng bị thụt lùi. Cái mà khiến cho cái sự chia rẽ người giàu và người nghèo ở Hoa Kỳ trong nhiều bao nhiêu năm qua đó chính là cái sự in tiền lạm phát. Và vì lý do đó chúng ta cần phải lưu trữ tài sản. Đó là điều mà Thuận đã chia sẻ với các bạn bao nhiêu năm qua trên kênh này rồi. Cho dù các bạn không đầu tư crypto cũng được các bạn. Các bạn cũng nên tìm hiểu đầu tư bất cứ lĩnh vực nào mà các bạn cảm thấy hứng thú. Lưu trữ tiền mặt nhất là đồng đô la không phải đồng chính sách dài hạn và có một bạn hỏi thuận là có phải lạm phát luôn xấu hay không thì không phải đâu các bạn lạm phát đó không phải là xấu lạm phát là một trong những cái công cụ có thể dùng để mà kích thích một nền kinh tế cái sự khác biệt đó là lạm phát có quản lý hay là siêu lạm phát chúng ta trước đây đó nghe nói tới siêu lạm phát nó giống như là một cái gì đó là một cái lý thuyết rất là xa xôi các bạn nhưng mà trong vòng mấy năm nay các bạn nhìn thấy được là siêu lạm phát là một cái gì đó chúng ta chứng kiến bằng tận mắt của mình khi xưa đó thuận đi học thuận chỉ đọc siêu lạm phát bằng mặt lý thuyết cho các bạn những cái quốc gia xa xôi chúng ta không nghe nói đến nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy được là ở thổ nhĩ kỳ thơ kỳ các bạn nhìn thấy được là phần trăm lạm phát của họ tính đến tháng 5 của năm nay là 75%, tháng 6 của năm nay là 71% và tháng 7 của năm nay là 61% các bạn. Chúng ta đã nói tới là quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey. Chúng ta có thể được là ở Argentina, phần trăm lạm phát đó tháng 5 là 276%, tháng 6 mới đây là 271%. Nó cực kỳ kinh khủng luôn các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là ở Venezuela thì sao? Năm 2018 nó phần trăm lạm phát <laughs> có thể các bạn không tin nổi là 65.000 phần trăm nhiều bạn đã xem kênh này cũng nên nhớ thường chia sẻ rất nhiều những thông tin về Venezuela cái đây vài năm đó nhiều đến nỗi mà chúng ta thấy được là khi các bạn đi mua đồ đó họ không cần đếm tiền nữa tại vì tiền mất giá quá nhiều ở Venezuela họ chỉ cân ký thôi các bạn các bạn mua đồ các bạn chỉ cân ký mà thôi <laughs> chứ không có đếm tiền nữa và ngay bây giờ thì sao các bạn ngay bây giờ đã phần trăm lạm phát của họ tính đến năm 2024 thì đâu đó khoảng chừng là một trăm phần trăm đã giảm xuống các bạn nhưng mà các bạn nhìn thấy được là một trăm phần trăm lạm phát ước tính cho Venezuela đây là những cái ví dụ không phải là xa xôi hay này bị mặt lý thuyết mà là có thật các bạn cho nên chúng ta thấy được là ở bất cứ một cái thời điểm nào những cái quốc gia này Venezuela, thổ nhĩ kỳ argentina những quốc gia này là những quốc gia mà trước đó nó không có siêu lạm phát nhưng mà đột ngột siêu lạm phát xuất hiện các bạn và nó không thể kiểm soát được cho nên phần trăm lạm phát không phải là xấu nó chỉ là một cái cơ chế mà những quốc gia như là Hoa Kỳ sử dụng hiện bây giờ không những Hoa Kỳ chúng ta nói tới Canada Châu Âu vân vân là những quốc gia mà sử dụng cái cơ chế đó thì tiền theo cơ chế đó sẽ mất giá đó là sự thật cho nên đầu tư là cách duy nhất để các bạn bảo vệ tài sản của mình và tài sản là gì các bạn tài sản là chính là sức lao động các bạn khi các bạn đi làm có nghĩa là các bạn dùng sức lao động để đổi ra một cái gì đó và cái đó chính là tiền các bạn tại vì các bạn không thể lưu trữ sức lao động được thì các bạn có thể lưu trữ tiền được nhưng mà tiền thì lại mất giá thì các bạn có thể đổi cái tiền đó thành một cái loại tài sản khác nữa có thể là giữ được sức lòng của bạn tốt hơn chỉ đơn giản là như vậy đó là vài điều thuận muốn chia sẻ với các bạn khi mà thuận xem cái video về yahoo finance mới đây và cái thông tin liên quan đến cái sự chi tiêu của chính phủ hoa kỳ chúng ta trở lại với tình hình của thị trường đi thì các bạn nhìn thấy được là tuần này là một tuần mà có nhiều cái sự sôi động rất nhiều người lo lắng đầu tuần này các bạn nhưng mà dữ liệu từ classno đó cho thấy là những ho đô lời dài hạn có nghĩa là những cái ví mà tích lũy dài hạn đó các bạn phần lớn là những cái ví mà chúng ta không thấy à, có những cái đồng bitcoin rời khỏi trong một thời gian dài đã tích lũy thêm 184.500 BTC nghĩa là gần 10 tỷ đô la trong khi mà nhiều người hoảng loạn bán bitcoin lúc mà giá điều chỉnh về 49.000 đô không phải ai cũng lo sợ được các bạn cái mà gọi là cá mập đó, cá voi cũng chỉ là những người dám tích lũy Bitcoin trong những lúc nhiều người xa lánh thị trường này suốt 15 năm qua. Và đương nhiên có phải những holder dài hạn này họ nghĩ là giá sẽ bắt đầu tăng từ đây hay không? Họ làm sao biết được các bạn? Không ai biết được tương lai nhưng mà lòng tin của họ về dài hạn tại vì họ đã là holder dài hạn rồi. Đó chính là đây là một loại tài sản mà sẽ có giá trị tăng trưởng theo thời gian. Còn về ngắn hạn đó thì chúng ta được là sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái sự kiện ở trong thị trường. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là Michael Saylor đương nhiên đó, trong những thời điểm này cũng sẽ được mời lên để mà phỏng vấn và đơn chia sẻ cái clip này với các bạn rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Well, I mean Bitcoin is the only truly global capital market in the world. Um, and, and so if you think about the volatility of it, the volatility is the price that you pay in order to create billions of dollars of credit and liquidity at your fingertips. All times, everywhere, for everybody, um, and so uh, the, on. Sunday night, all the other capital markets are closed. Bitcoin is the only capital market that's functioning. What you saw over the past week is that it's functioning really, really well, and that that is the secret to the success of the asset class. Let me get your thoughts, Michael. Though on a, uh, you know, the critics are out in force, right? các bạn thấy được là cái phần đầu tiên thì Marco Saylor giải thích tại sao mà chúng ta lại thấy giá Bitcoin giảm vào ngày Chủ nhật. Tại vì lúc đó là cuối tuần chỉ có thị trường này mở cửa mà thôi. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là hay nhìn vào cái sự phản ứng giá của Bitcoin trong cái sự kiện này. Nhiều người đã sẽ ra sức chỉ trích là thấy chưa? Bitcoin đâu phải là tài sản lưu trữ giá trị đâu, tại vì tài sản lưu trữ giá trị nó không phản ứng như vậy Khi mà chúng ta thấy có một cái sự kiện xấu thì để xem coi là Michael Saylor trả lời như thế nào Và tôi muốn các bạn để ý đến một cái động thái của Michael Saylor Đó chính là mỗi lần mà ai hỏi là như vậy thì giá trị của Bitcoin đến từ đâu Tại sao Bitcoin lại có giá trị vân vân Thì các bạn thấy được là ông đó sẽ có một cái sự thở dài <laughs> Tại vì ông bị hỏi câu hỏi này đó hầu như lần nào cũng hỏi với các bạn và ông phải trả lời lần nào cũng giống nhau critics are out in force right you know that column from the washington post and the title was when markets get scary crypto proves its worthlessness and talking about that sell-off early in the week uh, michael the columnist goes on to say bitcoin dropped by 15% this is not how a hedge against inflation or disaster acts that. you know volatility is a sign of high energy Rivers, waterfalls, fires, windstorms, they're volatile. They have massive amounts of energy. Niagara Falls is a scary place if you're going to play in the pool. 5,000 people have died in Niagara Falls playing with it over the past 100 years. But it generates five gigawatts of power. That's 7 million horsepower. That's 33 million people working as hard as they can. So, if you're going to harness the energy as an engineer, then you want the volatility. And uh, if you're a tourist and you're playing in the water, you know, taking selfies, then it's scary. Uh, no one that understands Bitcoin is afraid of the volatility. bạn thấy là cái sự giải thích của Michael Saylor thú rất là thích ông luôn có những cái ví dụ rất là thú vị các bạn thì nói chung đó thì Michael Saylor nói là cái sự biến động là cái giá bạn phải trả để tạo ra hàng tỷ đô la tín dụng và thanh khoản luôn có sẵn trong tầm tay của bạn ở mọi nơi cho mọi người không ai hiểu rõ gì Bitcoin mà lại sợ sự biến động cả Michael Saylor chắc là rất là mệt mỏi các bạn khi mà phải giải thích về Bitcoin cho người này hết tới người kia. Năm nào cũng vậy, khi mà giá lên cũng phải giải thích, khi giá xuống cũng phải giải thích các bạn. Có một cái video tổng hợp rất là thú vị uh, về uh, cái sự thở dài của Michael C là mỗi lần mà ai hỏi về tại sao bị cho có giá trị, để họ chia sẻ clip này 40 giây. Rất là mắc cười các bạn. Why, why don't you break this down simply for people like me that don't fully understand it? Okay. <laughs> you were if you if, if you went out the you <laughs> bonds, uh, or if you went in <laughs> sure do is constantly growing it's happening as all of these new companies new so let's just start at the beginning if you don't mind explaining what is it <sighs> sure <laughs> <laughs> Why you à, nó thật thuận không phải là Michael Saylor nhưng mà thuận cũng hiểu được tại sao ông lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Thuận hàng ngày có rất nhiều năng lượng để mà chia sẻ với các bạn trên những YouTube nhưng mà đó là tất cả năng lượng của thuận. <laughs> có thể các bạn ở bên ngoài đến ý các bạn gặp thuận mà hỏi thuận là giải thích tại sao Bitcoin có giá trị tại thuận tin về Bitcoin thì thuận chỉ có thể nói với các bạn là một để các bạn xem video của thuận, hai là các bạn tự google và tự tìm hiểu nó sẽ tốt hơn <laughs> chứ thuận cũng không có thời gian và không có sức khỏe để mà giải thích cho mọi người rồi các bạn. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với một số những thông tin lớn trong video ngày hôm nay các bạn. Chúng ta có One Madnet, đây là công ty mới nhất áp dụng chiến lược Bitcoin vào cuối tháng trước. Đó, thì công ty One Madnet đã huy động được là 4 triệu 6 đô la vốn và đã sử dụng 1 triệu 8, 8 để mà mua Bitcoin. Đây là công ty mới nhất áp dụng chiến lược Bitcoin các bạn và OneMetNet cho công ty mà không liên quan đến crypto hết đây là công ty cung cấp dịch vụ quản lý các loại dữ liệu lâm sàng đa dạng càng ngày càng có nhiều công ty đó họ áp dụng chiến lược này rất rõ ràng rồi các bạn và chúng ta cũng thấy được có một thông tin liên quan đến thu kinh hóa tài sản đó chính là công ty Franklin Templeton các bạn họ đã đưa quỹ thu kinh hóa chứng khoán Franklin On Chain US Government Money của mình lên layer 2 Arbitrum trên South Stellar và Polygon và token Benji đại diện cho cổ phiếu quỹ này giúp các nhà đầu tư giao dịch mà không cần qua bên thứ ba. Và đây là một cái quỹ liên quan đến công trái phiếu Hoa Kỳ các bạn. Và các bạn thấy được là sự hợp tác này giúp cho Franklin Templeton tiếp cận thêm khách hàng mới và kết nối thị trường DeFi với tài chính truyền thống. Quỹ này đã công vốn hóa 420 triệu USD. Và cái quỹ này đã hiện là cái quỹ token hóa lớn thứ hai liên kết với trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ trên blockchain chỉ sau quỹ Buildo của BlackRock với 519 triệu thì cái thông tin này là như thế nào các bạn các bạn cũng đã biết là hiện bây giờ nên những công ty lớn đó thì họ đang thử nghiệm thu kinh hóa tài sản chúng ta có cái công ty mà thu kinh hóa tài sản lớn nhất liên quan đến công trái phiếu Hoa Kỳ đó chính là BlackRock các bạn BlackRock đó có quỹ gọi là Buildo đây là cái quỹ trên Ethereum và quỹ này là quỹ lớn nhất Franklin là cái quỹ lớn thứ nhì thì cái thông tin này đó là trước đây cái quỹ này là một cái quỹ mà ở trên mạng lưới của Polygon và Stellar bây giờ họ sẽ có mặt ở trên trên Arbitrum token hóa tài sản công trái phiếu là như thế nào thì hiểu đơn giản hơn nó bây giờ họ đang thử nghiệm trước hết là họ muốn tiết kiệm chi phí đầu tiên hết là tiết kiệm chi phí bước thứ nhì đó chính là có thể là kiếm được khách hàng không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ các bạn có thể hiểu như thế này khi mà chúng ta nhìn vào cái quá trình sau khi các bạn đã trade một chứng khoán hay là một trái phiếu thì nó phức tạp hơn các bạn nghĩ có thể là trên màn hình các bạn thấy được là các bạn mua hay bán thì nó xuất hiện liền nhưng mà ngay sau lưng đó là cả một quá trình các bạn đó là lý do tại sao mà khi các bạn bán cổ phiếu ở hoa kỳ các bạn bán xong rồi các bạn muốn rút tiền thì lại không rút được liền các bạn tại vì các bạn phải chờ cho tất cả được giải quyết rồi mà rút tiền thì cái đó tùy theo là các bạn bán cái gì mua cái gì có thể là trong vòng một ngày hai ngày hay là ba ngày cho nên các bạn thường hay nghe người ta nói là t plus một T plus 2 và T plus 3 Tại vì uh, T là cái ngày các bạn giao dịch Có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày sau đó thì mới xử lý xong Tại vì sau khi bạn giao dịch rồi đó thì phải có những đơn vị các bạn Trước hết phải xác nhận là bạn là chủ sở hữu của cái cổ phiếu đó hay là trái phiếu đó Và cổ phiếu trái phiếu đó đó không có phải là trên margin Như là các bạn không có thiếu nợ Cái uh, công ty trade và cái người mua đó cũng có tiền Để có thể là mua cái cổ phiếu đó từ các bạn hay là trái phiếu đưa từ các bạn Rồi sau đó chuyển đến công ty kế tiếp nữa Công ty kế tiếp là công ty mà họ sẽ có cái nhiệm vụ quản lý một số cái số cái này là số cái mà sẽ xóa tên các bạn rồi sau đó chuyển cái quyền sở hữu đó qua cái tên của người mua tất cả những cái này đó tức tốn kém và tốn thời gian thì bây giờ đối bước đầu tiên là họ thử coi cái quá trình này có thể hoạt động ở trong blockchain được hay là không thay vì là cần những công ty trung gian cần có người giải quyết trong công ty thì họ sẽ sử dụng mà blockchain các bạn thì tất cả đó đều sẽ hoạt động theo cái hợp đồng thông minh thì nó sẽ bớt tốn kém hơn rất là nhiều cho nên những cái công ty lớn bây giờ nó họ muốn thử lấy một cái quyền của họ sau đó thu kinh hóa như là ai sở hữu cái thu kinh đó là chủ sở hữu của cái phần tài sản đó chứ không cần phải thông qua cái quy trình như thế này sẽ nhanh hơn và ít tốn kém hơn đó là bước đầu tiên và hầu như rất thành công của các bạn cho nên càng ngày đó họ càng muốn thử nghiệm trên nhiều mạng lưới khác nhau bước thứ nhì là họ muốn có thể tiếp cận thêm với cái nguồn vốn lớn hơn có thể nói khi mà thu kỳ hóa tài sản rồi đó thì cái thị trường nó sẽ cực kỳ được mở rộng các bạn có nghĩ đi bây giờ các bạn ở bất cứ quốc gia nào mà không phải hoa kỳ các bạn muốn mua cổ phiếu microsoft thì các bạn làm sao mua các bạn chỉ có thể tiếp cận được thông qua một số những cái broker mà họ cho phép các bạn sở hữu hợp đồng liên quan đến cổ phiếu MicroStrategy nhưng mà đó là hợp đồng mà thôi các bạn không phải là cổ phiếu thực sự để có thể sở hữu cổ phiếu thực sự đây các bạn phải là một người mà có thể có một cái account ở Hoa Kỳ để có thể giao dịch chứng khoán khi mà token hóa rồi đó thì ai sở hữu token đó chính là chủ sở thực sự của cái tài sản đó nó có cái sự khác biệt rất là lớn và nó sẽ mở rộng ra cho những cái quỹ này tiếp cận được với rất nhiều khách hàng trên thế giới các bạn bất cứ ai cũng có thể tham gia vào thì bây giờ thì chưa thể bây giờ đó họ trên căn bản chỉ bán những cái token này cho những khách hàng của họ đang có mà thôi để xem coi có quá trình như thế nào nhưng bước kế tiếp sau là như vậy và thêm vào đó nữa các bạn thấy được là khi mà có token hóa rồi thì những cái quỹ này có thể tiếp cận được với cái hệ thống DeFi các bạn cứ nghĩ đi chúng ta có những cái quỹ ở trong thị trường chứng khoán đó giống như là money market đây là những cái quỹ mà nó sẽ giữ mức là một cổ phần là một đô la và các bạn có thể là có tiền lời từ cái cách là sở hữu những cái cổ phần đó chủ yếu đó họ sử dụng như, như là một cái stable coin các bạn khi các bạn bán cổ phiếu rồi thay vì rút tiền về ngân hàng đó, thì nó sẽ tốn thời gian tốn phí rất phiền phức và khi mà các bạn muốn mua thì lại phải đẩy tiền ngược trở lên sẽ có những cái hạn chế nhưng mà các bạn lưu trữ trong những cái quỹ money market thì sẽ nhanh lẹ hơn tại vì tiền không rời khỏi nền tảng đó thì sau này đó khi mà các bạn sử dụng DeFi thay vì các bạn lưu trữ bằng stablecoin các bạn cũng có thể lưu trữ tiền các bạn bằng cách là lưu trữ những cái cổ phần này nó sẽ khiến cho thị trường DeFi và hệ thống tài chính nó kết nối nhiều hơn các bạn đó là cái lý do tại sao mà nhiều người quan tâm đến thô kinh hóa tài sản chúng ta cũng có một cập nhật về cuộc họp ngày hôm qua các bạn đã nhớ là hôm qua đó đã có một cái cuộc họp do dân biểu rô tổ chức liên quan tới ủng hộ crypto thì các bạn cũng thấy được là chúng ta đã có cái thông tin và nó không có được lạc quan lắm các bạn để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn Thông tin từ cuộc họp đã dựa theo Fox Business News, họ nói là các giám đốc crypto đụng độ với lãnh đạo của đảng Dân Chủ về chính sách đàn áp crypto. Và cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua là qua Zoom do dân biểu Rokhana chủ trì đã trở nên rất căng thẳng khi mà các giám đốc ngành crypto đối đầu trực tiếp với các lãnh đạo đảng dân chủ và cái người mà tổ chức đó là dân biểu Rokhana các bạn một trong những dân biểu rất là trẻ tuổi các bạn nhìn thấy được ông cũng không phải là lớn tuổi lắm ông là một trong những cái dân biểu trẻ tuổi hơn và các bạn cũng thấy được là cái sự suy nghĩ đó nó khác biệt theo từng độ tuổi những cái dân biểu những cái nghị sĩ trẻ tuổi hơn họ thường có xu hướng là cởi mở hơn và họ sở hữu crypto họ hiểu crypto là gì và đây là một trong những cái nỗ lực đến từ dân biểu Rokhana các bạn nhưng mà nỗ lực này đã không biết đến đâu tại vì cái cuộc họp này được cuộc họp lần thứ hai các bạn nhằm hàn gắn mối quan hệ và dành sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Kamala Harris nhưng mà đã nhanh chóng trở nên căng thẳng thay vì tìm tiếng nói chung các lãnh đạo ngành đã chỉ trích mạnh mẽ các quan chức Nhà Trắng về cuộc đàn áp pháp lý từ các cơ quan như là SEC và Fed. Những người đứng đầu ngành bao gồm Mark Cuban và Anthony Samuji bày tỏ sự thất vọng về thái độ thù địch đối với crypto Ví dụ như là Ron Conway, đây là một cái nhà đầu tư mạo hiểm các bạn angel investor nổi tiếng của thùng lũng Silicon đã mạnh mẽ bày tỏ sự thất vọng là chính quyền Biden chỉ đưa ra những lời hứa suông đối với ngành này. Một khoảnh khắc khác căng thẳng nữa là khi mà Wally Adeyemo, đây là phó bộ trưởng tài chính ở Hoa Kỳ hiện tại, nói là các ngân hàng và các cơ quan quản lý không cố ý cắt đứt ngành này ra khỏi hệ thống ngân hàng. Và để đáp lại đây thì một giám đốc crypto đã yêu cầu các thành viên trong cuộc gọi giơ tay lên nếu công ty của họ đã từng bị từ chối dịch vụ ngân hàng do chính sách của Nhà Trắng và gần như tất cả đại diện của ngành đã giơ tay các bạn. Nói chung đó, đây là một cái uh, buổi chỉ trích chủ yếu là như vậy. Hai bên uh, không có thỏa thuận gì hết các bạn. Chủ yếu là những uh, công ty crypto lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích những quan chức của Nhà Trắng Mặc dù có những tranh cãi gây gắt, những người tham gia đó họ cũng cố gắng giữ lạc quan về sự hợp tác trong tương lai để crypto nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng. Nhưng mà <laughs> các bạn thấy được với sự căng thẳng này đó, không biết là dân biểu đồ Hanna có can đảm để có cuộc họp kế tiếp hay là không. Đó là cái thông tin từ cuộc họp ngày hôm qua. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Santa Monica các bạn, thành phố ở California Thì các bạn đã biết là đã có một văn phòng Bitcoin được duyệt bởi thành phố Santa Monica Và họ sẽ tổ chức một lễ hội mã nguồn mở về Bitcoin vào tháng 10 này Các bạn thấy được là Bitcoin là một cái gì đó đã ngày càng công khai rồi Nó không còn là một cái gì đó mà nhiều người không muốn nói đến nữa Sợ khi mà nói đến người ta lại nghĩ là mình làm đa cấp hay là mình làm lừa đảo hay gì đó các bạn Cái này là một cái gì đó bây giờ đã rất cởi mở rồi và cũng có một cái cập nhật liên quan đến Eric Trump. Các bạn cũng đã nhớ là Eric Trump đã chia sẻ sẽ có một cái gì đó lớn liên quan đến crypto đến từ đội ngũ của cựu tổng thống Donald Trump. Thì cuối cùng các bạn đã thấy là Eric Trump nói đó là sẽ có một cái Trump Project. Chi tiết vẫn chưa có công bố nhưng mà Eric Trump cũng đã chia sẻ rõ là đây không phải là một dự án meme coin mà một nền tảng DeFi và phải cần thời gian để có thể hoàn chỉnh. Để đừng chia sẻ cái clip ngắn này khi mà Eric Trump nói rõ đây không phải là dự án meme coin đâu các bạn. Cho nên các bạn đừng có tin những cái đồng meme coin trên thị trường. Dự án này bây giờ vẫn chưa được công bố. Coin, no. Uh, now, what we're talking about is sort of a larger type of platform. Um, uh, you know, not going to be uh, sort of very different. It's not like a not not like a it's not a meme coin. That's not what we're going to be talking about. But You know, we, we got a long time uh, before we can do it. I think what we want to do is sort of take on uh, a lot of the banking world. I think there's been a lot of uh, inequality uh, in that uh, only certain people can get financing, only certain people can do these sorts of things. So, you know, this notion of, you know, decentralized finance is obviously sort of You know, very appealing. Các bạn cũng đã nghe cái sự chia sẻ là một cái nền tảng DeFi không rõ chi tiết như thế nào nhưng mà chắc chắn không phải là meme coin cho nên các bạn nên cẩn thận Chúng ta bây giờ hãy cập nhật liên quan đến tình hình của Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay như thế nào các bạn thì chúng ta cũng thấy được là hiện bây giờ đó chúng ta đang âm 79.5 triệu đô la hiện bây giờ À, cái lực bán đến từ Rayscale là 77 triệu của bạn phần lớn đó là không đô la chúng ta cũng có cái lực bán đến từ Bitwise là 18 triệu nói chung đó là chúng ta cũng thấy ngày hôm qua là một ngày mà có lực mua mạnh đến từ BlackRock và Fidelity chúng ta đã có cái dòng tiền dương là 194.6 triệu và rất rõ ràng tới bây giờ tôi nghĩ là không có ai nghi ngờ nữa chúng ta nhìn thấy được là ngày này một ngày nọ có khi những cái quỹ kia đó có dòng tiền rời khỏi nhưng mà một quỹ không có Chính là BlackRock các bạn, họ chỉ có một ngày duy nhất trong lịch sử Khi mà có Bitcoin Smart ETF, có dòng tiền âm Đó chính là cách đây khoảng những vài tháng Nhưng mà tôi nghĩ lúc đó là một ngày mà có thể là có ai đã sơ xuất mà thôi Rất rõ ràng là BlackRock chỉ muốn giữ cái số tiền này Và ngày càng có nhiều hơn, và có nhiều hơn mà thôi Và chúng ta cũng đã thấy được là về Ethereum Thì hiện bây giờ đó, dòng tiền là chúng ta sẽ thấy Đang âm 39.3 triệu Cũng không đáng kể các bạn, ngày hôm qua đã kết thúc là âm 2.9 triệu Nhưng mà hôm qua lại là ngày dương khi chúng ta nói tới Bitcoin Spot ETF Thu cũng đã từng chia sẻ với các bạn Trên căn bản nó thường nghĩ là cái dòng tiền hiện giờ chỉ có một mà thôi Họ phải chia ra giữa Bitcoin và Ether Cho nên có lúc bên đây xanh, có lúc bên kia xanh Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là cái lực bán đến từ Rayscale đó Hầu như cũng đã dưới 100 triệu rồi Cả tuần nay là như vậy Và những quỹ còn lại đó thì không có dấu hiệu bán các bạn Hôm qua chỉ có một quỹ duy nhất bán Đó chính là cái quỹ Fidelity các bạn Đây là lần đầu tiên mà họ bán sau khi mà có Ether Spot ETF Còn lại đó chỉ có mua và mua mà thôi rất rõ ràng là ngay cả trong những lúc mà thị trường hoảng loạn những quỹ bitcoin hay là ether smart ETF cũng không có dấu hiệu hoảng loạn các bạn và để thường xem coi là phần trăm có lời bây giờ ra sao không biết bây giờ đã cập nhật chưa để thường cho các bạn thấy được là phần trăm bitcoin có lời chúng ta tính cho tới ngày hôm nay ở mức là 60.900 đô thì phần trăm bị cho có lời là 78.91%. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta chia tay một ngày và gặp lại vào ngày chủ nhật đó chính là liên quan tới đô khoan các bạn. Tòa án tối cao Montenegro một lần nữa đã hoãn việc dẫn độ đô khoan đồng sáng lập theo phong Labs về Hàn Quốc sau khi nhận được yêu cầu xem xét các vấn đề pháp lý từ các công tố viên và các bạn thấy được là đây là cái lần không biết thứ mấy rồi các bạn. Cứ nghe thông tin là đô Kwon sắp được dẫn độ rồi lại bị trì hoãn, rồi lại bị kháng cáo rồi cứ như vậy liên tục các bạn. Lần này đó cũng không khác biệt thông tử đâu. Lần vừa rồi sau khi kháng cáo thất bại đó thì coi như quyết định cuối cùng nhưng mà không các bạn, bây giờ lại bị hoãn một lần nữa. Không biết là tới khi nào. Và đương nhiên đây là cái vụ liên quan tới Luna và UST. Cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều muốn đô Kwon dẫn độ về quốc gia của họ. Nhưng mà bây giờ đó thì đồ vẫn đang ở Montenegro Và cũng có rất là nhiều những cái nghi vấn các bạn Tại vì tôi nhớ là thủ tướng của Montenegro đó cũng là một trong những nhà đầu tư vào Luna và UST từ những ngày đầu tiên Và nghe nói ông cũng đã có lời là mấy chục triệu gì đó Không biết có liên quan gì hay là không Nhưng mà nói chung đó là Dogecoin vẫn đang ở Montenegro Cứ bị trì hoãn và không bị dẫn độ Và đây đã là cái sự kiện có từ tháng 3 năm 2023 rồi các bạn Tới bây giờ vẫn chưa được dẫn độ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn đã nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn